nên Loan Hesiod order được phần ăn này vô cùng hấp dẫn luôn nè. Mình order phần ăn này ở nhà hàng Papa Sud. Trên nắp hộp này có bốn lỗ tròn ở bốn góc. Bốn lỗ tròn này mục đích để thoát hơi nóng của đồ ăn và cơm. Ở đây có rất nhiều món hấp dẫn luôn, nhưng đây là lần đầu tiên Loan Hesiod ăn ở Papa Sud. Phần ăn ở đây dao động khoảng từ 65k. Đa số các phần ăn có giá 79k là nhiều. Bịch để đồ ăn bên ngoài có in logo thương hiệu nhìn rất xinh. Để Loan Hesiod đếm thử coi, 1, 2, 3, 4, 5, bên đây cũng 5. Wow, đây là một chuỗi 10 nhà hàng luôn nè. Loan Hesiod order hai phần cơm gà phủ sốt C1, mỗi một phần ăn đi kèm một combo muỗng đĩa tăm khăn giấy và tương ớt. Tăm ở đây cũng in thương hiệu Papa Sud luôn nè, nhìn rất chuyên nghiệp luôn á. Trong phần ăn này mình có thể lựa chọn một trong ba loại sốt: sốt cay, sốt tương tỏi không cay và sốt mật ong cay nhẹ. Loan Hesiod order một phần sốt mật ong cay nhẹ và sốt tương tỏi không cay. Trời ơi, vừa mở cái nắp hộp ra mà thơm nức cái lỗ mũi luôn. Chưa đói lắm mà nghe mùi đã muốn ăn luôn rồi nè. Hai phần sốt khác nhau nhưng mà mở ra có vẻ là hơi giống nhau thì phải. À, nếu mà để ý kỹ hơn thì phần bên trái có một lớp sốt sệt sệt, còn ở bên phải thì có vẻ là miếng gà khô hơn. Chắc phần bên này là sốt tương tỏi, còn phần bên này là sốt mật ong. Tuy là hai miếng bên trên đều có tỏi phi giống nhau, nhưng mà hương vị thì có lẽ sẽ khác nhau. Đợi Loan Hesiod một chút nha. Loan sẽ lấy mấy đồ dùng ở trong đây ra để dùng luôn cho tiện. Trong nhà hàng này có những món cơm gà, cơm bò, miến, mì ý, nui. Ở đây còn có cả nước nữa, nhưng mà nước trái cây thì nhiều chứ không có nước ngọt. Cho tương ớt này ra để lên hình cho hấp dẫn ha. Những món ăn trong menu của nhà hàng thì có vẻ là không hấp dẫn mình cho lắm. Cơm xèo gà, cơm xèo bò thì có xèo bò đặc biệt, xèo bò nấm, xèo bò phô mai. Xèo gà thì có xèo gà nấm, xèo gà hải sản, xèo gà phi lê. Và tên của một số món khác cũng tương tự như vậy luôn á. Bây giờ thì nhờ hai anh chàng muỗng đĩa này để công phá những thứ ở trong đây thôi. Xem cái cơm này một chút xíu xem nào. Ấn nhẹ vô vài cái là biết gạo ngon rồi. Hiu. Lúc Loan Hesiod mở cái hộp này ra nha, nghe mùi cơm và mùi gà đặc biệt thơm luôn. Dùng muỗng ấn xuống thì thấy cơm rất dẻo, hạt cơm chắc và đều. Trời ơi, nhìn này, hạt nào ra hạt nấy luôn á. Nhìn sơ thấy có vẻ là hơi ít cơm, nhưng mà thật sự là không có ít một chút nào đâu nha. Bởi vì một phần như vậy là người ta có cho cơm ra chén rồi nén xuống nữa. Nhìn thôi là Loan Hesiod biết ngay luôn rồi mà. Trong đây còn có một chút xíu đồ chua nữa mà Loan Hesiod cũng không rõ cái này người ta gọi là đồ chua hay là kim chi. Trong đây có củ cải trắng, bắp cải và cà rốt. Đồ chua được ướp sẵn, vị chua vừa phải, ăn rất ngon. Cà rốt được sắc mỏng mà nhìn cũng thấy cưng nữa nè chàng ơi. Bây giờ thì mời các bạn cùng Loan Hesiod khám phá miếng gà này nha. Nãy giờ luôn á, bây giờ mới được điểm danh đến em gà này. Cái này giống như kiểu là ức gà ha, gà này lúc mà mình nhận hàng là còn nóng hổi luôn. Cầm vô miếng gà này thì thấy miếng gà có vẻ hơi khô và vô cùng chắc chắn. Wow. Trời ơi, sao mà không thể nào mà diễn tả được luôn rồi nè. Gà này chắc cũng phải chiên ở nhiệt độ rất 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 cao luôn, nên cái miếng da mới được mỏng và giòn như vậy. Khi Loan Hesiod xé ra thì bên trong vẫn còn cái nước chảy ra như thế này. Đúng kiểu là gà mới chiên có khác. Không biết các bạn có nhìn thấy rõ không ta? Để Loan Hesiod để gần gần một chút xíu cho các bạn cùng xem. Cái nước chảy đó ra đó chính là nước gà. Cái nước chảy đó ra đó chính là nước gà. Cái nước chảy đó ra đó chính là nước gà. Cái nước chảy đó ra đó chính là nước gà. Mình xé ra như vậy thì còn rất nóng luôn, bỏng nữa chứ. Để cậy cái miếng thịt này ra. Ra, 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 ra. Ôi chua chua bỏng dữ ta. Đây là những sớ thịt ở bên trong rất mềm và thơm. Nếu mà nhìn không thì có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ là phần cơm này không có gì chất lượng cả. Nhưng mà mình trực tiếp cầm và ăn thử thì mình mới cảm nhận được là cái phần ăn này chất lượng như thế nào. Bóc cái miếng gà bên đây thì cũng không có khác gì so với miếng bên kia luôn. Trời ơi, phải nói là xé cái miếng da ra thích thú gì đâu luôn á. Cứ giống như cái kiểu mình bóc mai cua vậy á. Lần này thì lấy cái nĩa này ra xẻ thịt ra chứ không có dùng bằng tay nữa. Chứ không lại bỏng dịch bán cả mình. Xé cái lớp da ra, sau đó là đến lớp mỡ. Và được chiên trên chảo dầu rất nóng nên lớp mỡ chỉ còn lại một cái màng rất mỏng. Mời các bạn cùng ăn chung với Loan Hesiod nha. Ăn thử miếng cơm trước đã xem coi mùi vị của cơm này như thế nào. Ngon lắm luôn á, dẻo, thơm và ngon. Không lẽ ăn cơm không đúng không? Đương nhiên là phải cắn một miếng gà rồi. Kể cho các bạn nghe nha, cái da gà này giòn, cực kỳ đậm đà mà vô cùng ngon.
Phải nói đây là miếng gà có vị nước sốt mà Loenzi rất ưng ý. Lớp da rất mỏng và giòn, vị được ướp thấm đậm trên lớp da. Loenzi sẽ cho một ít tương ớt vô nữa để ăn ngon hơn, mà cái tương ớt này lạ lắm mà nghe. Tương ớt này nó không có cay giống như tương ớt chai mà mình hay ăn, cũng không có chua nữa, mình thấy nó rất là sệt luôn á. Ăn thử miếng thịt gà này nha. Phần thịt bên trong còn nóng hổi, rất mềm và thơm. Cắn vô miếng thịt mà cảm thấy còn ướt ướt và cảm thấy ngọt từ thịt luôn, giống như kiểu là thịt còn tươi mới vừa làm lên là ăn luôn á. Thực chất là gia vị nước sốt chỉ ngấm ở bên ngoài da gà thôi à. Nhưng mà không hiểu sao mình ăn cái phần thịt gà ở bên trong vẫn thấy ngon và ngọt lắm luôn. Phần đồ chua thì hơi chua, ít cay và rất giòn. Đây là lần đầu tiên Lancy ăn thử món cơm ở Baba Sốt, phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây chính là miếng đồ chua nè. Phần đồ chua này thì hơi nhạt nhạt chứ không có gia vị gì nhiều. Nói chung là trong những bữa ăn nếu có thêm vị chua thì khá thú vị. Theo cảm nhận riêng của Lancy thì cái phần gà sốt tương tỏi và phần gà sốt mật ong cũng na ná như nhau. Chỉ có để ý kỹ lắm thì mới thấy hai vị này khác nhau. Về phần sốt mật ong thì thấy hơi sệt và thấy ngọt vị đậm đà của mật ong. Vì cả hai phần này đều có tỏi phi ở bên trên nên mùi có vẻ na ná giống nhau. Hai phần ăn này có giá là 98k chưa tính tiền ship. Vì được giảm giá nên Loenzi chỉ cần thanh toán hai phần này là 68k thôi à. Nhìn cái miếng gà mà giống như một cái lớp vỏ cây khô vậy á. À quên, nữa trên phần cơm được tưới một lớp nước sốt màu đen đen nâu nâu. Nước đó gần giống kiểu nước tương á, nhưng mà mình cũng không biết có phải là nước tương hay không nữa, bởi vì mình có cái cảm giác nó hơi sệt sệt. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Loenzi. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất nha. Các bạn có thể tương tác với Loen nhiều hơn qua bay Loenzi, là sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của Loenzi. Bye bye.